Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ công thức 3 món Fendi. Về nguyên liệu thì sẽ gồm có là cà phê phin, sốt caramel, sốt sô-cô-la, syrup hạnh nhân, hạt cà phê, nước đường, sữa béo rít và sữa tươi thanh trùng. Về các nguyên liệu khác thì mình sẽ không nói, còn riêng về sốt và syrup thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tham khảo hãng Da Vinci. Đây là một hãng thuộc loại cao cấp và mình để dùng cho quán của mình thì thấy rất là ổn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ 20 ml nước sốt hoặc là syrup, 10 ml nước đường, 10 ml sữa béo và 120 ml sữa tươi thanh trùng. Mình có một lưu ý nhỏ cho các bạn là cái loại sốt sô-cô-la và caramel này nó sẽ rất là khó tan, cho nên nếu các bạn bỏ đá vào và các bạn không khuấy tan thì khi mà khách hàng người ta uống người ta sẽ rất là khó khuấy và cái vị nó sẽ không có hòa quyện hết và nó sẽ không được ngon. Cho nên các bạn nên khuấy cái hỗn hợp này trước cho nó tan đều rồi các bạn cho đá và cà phê vào sau nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi clip nhé. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho 35 ml cà phê phin vào ca đông để mình chuẩn bị đánh bọt. Về cà phê phin thì mình đang dùng là Robusta rang mọc và không có phê trộn gì hết ạ. Dùng cà phê trộn đậu bắp và nước mắm thì nó sẽ không có ngon đâu các bạn, và nó còn độc hại nữa. Tiếp theo thì mình sẽ cho đá hơn 2/3 ly, size 500 ml. Các bạn dùng máy đánh bọt chạy bằng điện thì nó sẽ mạnh hơn là cái dùng bằng pin và nó sẽ đánh lên nhanh hơn, tầm khoảng 10 giây cho đến 20 giây. Sau khi mình đánh bọt cà phê xong thì mình sẽ cho cà phê lên ly. Và tiếp đến là mình sẽ cho thạch cà phê lên sau cùng. Thạch cà phê này thì mình làm bằng nước nhão của cà phê, tức là nước thứ hai của cà phê phin. Khi mà mình pha cà phê phin xong thì cái bã cà phê đó mình chỉ tận dụng là mình làm nước nhão. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn có gì thắc mắc hay cái gì đóng góp ý kiến thì các bạn comment ở dưới video cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn về video tiếp theo.